Dạ, em xin lỗi anh Thế Mây. Trong khoảng thời gian vừa qua em gây phiền phức cho anh nhiều quá. Cậu mà không gây phiền phức thì đâu phải là cậu đâu. Cảm ơn anh, cũng may là nhờ có anh giúp đỡ dân. Giúp đỡ cá rô là điều hiển nhiên rồi. Tại tôi coi cá rô giống như em gái tôi vậy. Tôi không giúp đỡ thì ai giúp đỡ? Nói vậy là chắc anh thân thiết với dân dữ lắm hả? Đã coi là em gái rồi mà hỏi thân thiết không? Thân thiết từ hồi còn dưới quê á. Hồi còn ở tuồng chấm mưa á. Tôi á với con cá bóng, với con cá lóc ở chuồng. Còn á, con cá rô nó không ở chuồng. Con cá rô mặc đồ tắm. Ủa anh, chắc vậy là anh hiểu rõ tính của dân lắm đúng không? Tôi không hiểu rõ con cá rô thì ai hiểu rõ. Tôi nhìn ánh mắt á, là tôi biết nó nghĩ gì rồi đó. Tôi nhìn tướng đi nó là tôi biết nó buồn hay vui rồi đó. Ủa anh, hồi nhỏ dân có cứng đầu không anh? Không biết có cứng đầu hay không. Mà mỗi lần á, chú Bảy đánh con cá rô á, tôi khóc gần chết. Mà nó không khóc gì hết trơn á. Dạ, ủa sao anh khóc vậy? Tại tôi sợ, tôi lo cho cá rô á, tôi khóc. Ờ, cũng may á là anh không có giành dân với em á. Chứ anh mà giành dân với em hả, em sợ không phải đối thủ của anh luôn. Dĩ nhiên rồi, cậu sao mà đối thủ tôi được. Tại tôi nhường thôi. Chứ mà chiến đấu á, chưa biết ai hơn ai à. Dạ, em cảm thấy may mắn là dân vẫn còn yêu em nhiều lắm. Cậu biết á, là cá rô còn yêu cậu nhiều. Mà sao cậu lúc nào cũng làm cá rô buồn khổ vậy? Hả? Biết mẹ của mình khó tính thì cậu phải biết cân bằng giữa hai người. Chứ có đâu mà để cá rô buồn hoài vậy. Thì tất cả chỉ là do hiểu lầm thôi. Chỉ cần mẹ em với dân gỡ bỏ thành kiến về nhau thì em nghĩ là mọi chuyện sẽ êm đẹp hết à. Cái đó không phải là hiểu lầm, mà cũng không phải là thành kiến. Mà là mẹ của cậu á chê gia đình của con cá rô nghèo khổ, không có môn đăng hậu đối. Anh cứ yên tâm đi, mẹ của em đã biết sai rồi. Mẹ của em hứa là sau này sẽ đối xử tốt với dân. Thì hứa hứa vậy thôi chứ có biết làm được hay không. Dạ, anh thấy mày yên tâm đi. Em sẽ không để cổ phải khổ phải buồn nữa. Mà bây giờ dân vẫn còn giận em nhiều lắm. Anh thấy mày nè, anh có thể nào hẹn dân ra cho em xin lỗi được không? Không. Tưởng tốt, đến đây mà cục phê đồ. Ai vậy ạ? Tới đây cũng nhờ tôi giúp. Cậu đi về đi. Tôi không giúp đâu. Dạ.